Cảm ơn Season đã đồng hành cùng Tiên trong video lần này, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào là các sản phẩm được thiết kế từ Hà Nội. Hello mọi người. Thì hiện tại mọi người có thấy là nãy Tiên có quay nhưng mà Tiên chưa có chào, mà bây giờ Tiên đang ở Chicago. Thì bây giờ Tiên sẽ đi với lại bạn của Tiên. Đây là bạn hồi xưa học chung với Tiên ở bên Chicago là Kevin nha mọi người. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi đến một cái chợ ở Chicago. Tiên sẽ quay cho mọi người xem những cái hoạt động trong tuần này Tiên làm gì ở Chicago nha. Ngày đầu tiên quay trở lại Chicago, cảm giác vẫn giống 3 năm trước ở đây. Tiên, nếu mọi người chưa biết thì Tiên đã từng du học ở Chicago 4 năm rồi và đã về Việt Nam cũng được 3 năm, thì bây giờ mình mới quay lại đây. Oh my god, khu mọi người cho mọi người xem xe. Rồi, đi quá nhanh rồi. Nhưng mà đây là cái khu West Loop Tiên hay đi, thì nó có rất là nhiều nhà hàng. Đó, mọi người thấy không? Ta-da. Là ngày thứ hai ở Chicago. Hiện tại thì đang ở Westfield Mall, đó là một cái mall ngay ở suburb chứ nó không có ở downtown. Thì lát nữa em mới lên downtown để mua sắm một chút. Hôm nay trời cũng mát lắm mọi người, cũng không có nóng, cũng không có lạnh. Ok, hello, thì tụi mình đã đi cái mall xong rồi, bây giờ sẽ đi train lên trên downtown. Lúc thì thường thường là tụi mình hay đi, hồi xưa lúc mà đi học ấy, thì tụi mình rất là hay đi train. Tại vì có cái thẻ CTA của trường free á, nên là khi nào tụi mình cũng đi train hết thì rất là quen thuộc mọi người. Con đường đi học ngày xưa của Tiên là Tiên khi nào Tiên cũng đi train hết. Nhưng mà thường Tiên sẽ đi red line, còn cái này là hôm nay là brown line. Thì là tất cả các line ở đây đều nó sẽ đều xuống downtown hết, nên là cho dù mọi người ở đâu thì vẫn có tàu để đi. Chicago đường cái là di chuyển công cộng rất là ok luôn, từ train đến bus là sẽ có rất là nhiều cho mọi người đi, cho dù mọi người ở xa. Rồi, tụi mình đã đến downtown. Đây là khu ngày xưa Tiên ở. Thì nó rất là gần, nói chung là nó trong downtown luôn á mọi người. Thì khu này nó gọi là Gold Coast. Gold Coast. Thì ở đây nó có rất là nhiều nhà hàng mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn một cái nhà hàng mà tụi mình rất là hay đi ăn hồi xưa, nó chính là Velvet Taco. Rất là gần nhà Tiên, đi vài bước là tới thôi. Ok, giới thiệu đi. Thì tụi mình đã gọi bốn dạng taco khác nhau. Cái này là hình như của Tiên nè. Shrimps and grits. Là tôm với grits là gì? Grits là... grits là grits hả? Grits là mấy đồ đồ chua hả? Không phải, phải. Grits là giống như cái bột. Rồi, cái này nè. Yes. Đấy. I think so, đúng yeah. Rồi, okay. Rồi, cái này là fish and chips của Tiên nè. I love this. Cái này là favorite của Tiên ở đây mọi người. Ngon lắm. Cái này là favorite của Kyle là Cuban. Và cái này là burger, Kobe burger. Đây là Kobe burger, còn cái này là Cuban. Nếu mọi người mà có qua Chicago thì hãy thử cái Velvet Taco, chắc chắn là mọi người sẽ love this shit luôn á. Mọi người sẽ thấy là rất là nhiều building. Đó. Xong rồi ở dưới kia thì là có một cái cầu rất là đẹp. Và có một cái Apple Store cực kỳ lớn, thì Tiên sẽ cho mọi người xem nha. Chicago thật sự rất là đẹp đó mọi người. Nó giống như
một cái New York vậy, nhưng mà nó phiên bản sạch hơn thôi. Đây là cái river rất là nổi tiếng ở Chicago đây mọi người ơi. Thì mỗi năm đó có đến St. Patrick Day thì nó có nhuộm cái sông này màu xanh lá cây. Nếu mà mọi người có xem một cái vlog của Tiên ở Chicago rồi. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì tụi mình vừa mới đi cái Starbucks Reserve ở Michigan Avenue xong. Thì Tiên sẽ đi Bed Bath & Beyond để mua một vài đồ. What? Anh quậy gì vậy? Khai hồ vô duyên á mọi người. Rất vô duyên luôn. Bad. It's a joke. Quậy lắm, hay quậy lắm. Cậu không có làm gì tiên á. Mày biết là cậu bị abuse. Bị đánh rồi bị chửi. Em đánh anh nào nào? Đừng có xạo. Tiên không có như mọi người nghĩ đâu. Tiên hay rất là đánh cậu. Ừ đúng rồi. Thiệt, làm con trai á, người ta không có hiểu được cái cảm giác. Đang tâm sự mọi người hả? Bị abuse, đúng rồi. Giống như mình nói mình abuse, người ta không tin. Thì đúng rồi. Nhưng những người xung quanh sẽ thấy được cái cảnh đó. Ai thấy? Evan mày có thấy không? Có. Trời ơi, đúng xạo luôn, đúng là con trai bên nhau mọi người. Mọi người chắc là bên Tiên. Để hỏi lại mấy đứa trong thang máy hồi nãy nữa. Nó thấy Tiên đánh Tiên nó còn abuse bạn mà. Trời. Đúng rồi, thiệt. Là anh vậy luôn hả? Thì đó. Such a good boyfriend. Yes. Tại vì Tiên á, luôn luôn, không biết tại sao nha, đi đâu cũng vậy á, luôn luôn order dính một cái nước siêu dở luôn, chùm luôn. Mà mỗi lần order nước dở xong là lấy hết của cái hồ, nói là thôi, em nghĩ là cái này sẽ hợp với anh không hơn. Chớ mọi người ơi, Tiên không có vậy đâu nha mọi người nha. Hà luôn. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua đồ nha. Một lần là chính. Hello mọi người, thì hôm nay là thứ ba là Tiên vừa mới đi ăn một cái quán mà ngày xưa Tiên rất là hay đi ăn ở Chicago, là Ocean Bar, là cái quán mà phải nói là nó rất là ngon và nó rất là nổi tiếng của người Chicago luôn. Ai tới thì Tiên cũng recommend sẽ đi ăn ở quán này. Hiện tại thì Tiên đang ngồi ở một cái cafe gọi là Sawada Coffee. Tiên cũng ngày trước Tiên cũng hay uống ở đây rất là nhiều. Nó có một cái loại cà phê rất là đặc biệt, đó là matcha với lại cà phê. Thì lát nữa Tiên sẽ cho mọi người xem. Đây thì cái cà phê hồi nãy Tiên nói là này là nó gọi là military, thì nó sẽ là có matcha, có trà xanh và nó có cà phê luôn mọi người. Đó thì cái chỗ này nó gọi là Sawada Coffee nè. Nó nằm ở khu này là khu West Loop, khá là nổi tiếng, có rất là nhiều nhà hàng ngon, cho nên là các bạn nào mà có visit Chicago thì hãy đi xem thử cà phê này nha. Đọc đúng tên nó sẽ là season nha mọi người. Tại vì Tiên đọc theo kiểu Mỹ thì nó là season, nhưng mà nếu mà đọc đúng theo cái kiểu của brand á thì nó sẽ là season. Thì mọi người biết là season sẽ đã đồng hành cùng Tiên cùng video này. Thì đây là dòng mắt kính mới của dòng The Cut. Thì Kyle cũng đang đeo cái dòng The Cut luôn. Và đang Kyle thì đeo cái kính cận. À không, không, kính giả cận. Thì đây là cái dòng The Cut mới nè mọi người. Thì Tiên sẽ cho mọi người xem kỹ hơn. Đây là cái đằng trước. Cái trồng của Tiên thì nó là màu hồng. Tiên chưa có cái dòng nào mà có mắt kiến màu hồng cả, cho nên là ngày hôm nay Tiên pick out cái này của season. Cái ngang của nó thì nó cái những cái đường mà nó làm rất là tinh tế mọi người nha. Ở đây nó có chữ season ở bên trái đây nè. Xong rồi trong này nó sẽ ghi là chữ The Cut 1. Đó. Còn của Kyle thì nó cũng là kiểu da của Kyle thì cũng sẽ như vậy. Nói chung của Kyle nó khác với Tiên một cái là cái gọng của Tiên thì là gọng cứng, gọng vuông. Của Kyle thì là gọng tròn. Kyle thì Kyle thích những cái kính gọng tròn hơn. Đó, mọi người có thể thấy ở đây, bên đây sẽ ghi là The Cut. Kyle xưa giờ mua kính của season hơi bị nhiều nha. Yeah. Anh cũng có một lần Kyle mua cái màu gì ta?
cái màu trắng đúng không? Đúng rồi, cái màu trắng rồi thì cái ngày hôm nay thì tụi mình ấy là cái dòng The Cut, nhưng mà Tiên cũng nghe nói là season sắp ra một bộ sưu tập mới rồi, nên là nếu mà mọi người đang muốn mua sắm thì hãy đến hai cái store của thành phố Hồ Chí Minh để mua nha, hoặc là mua online. Mình đã đến chỗ shopping rồi và đang đi vào một chỗ đúng bài của Kyle đúng không mọi người? Toàn là giày không à? Có mấy đôi Jordan ở đây rất là đẹp nè. Ở đây thì nó bán kiểu Supreme, Jordan, Condé Garçon rất là nhiều hãng luôn á. Chung là đó rồi, vô đây là Tiên phải đợi rồi. Cảm ơn Season đã đồng hành cùng Tiên trong video lần này, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào là các sản phẩm được thiết kế từ Hà Nội.